khám phá để chết rồi đây, đợi chết bọn anh đi tao đi bộ rồi có phải mấy thanh niên thì đi bộ nổi, mấy bà già thôi đi mỏi đâu chán lắm luôn, mấy bà già chắc đi mới ở cổng thôi mà đã thở không hở mồ hôi nhễ nhãn đó, đường lên Tây Thiên hồ ôi ở dưới nè đó, đường lên Tây Thiên hồi đó Tây Thiên đó cưng đậu dân nó bay dưới lên được chứ giờ mình bay gì đó. Rồi cũng bay nè, hay ha. Có gió mưa gì mà nếu rắc rắc lên suối rồi. Đây, đi bà nào trong cao. Bà nào hiêu bà cao. Bà nào hiêu cao. Ờ cái này mà đi, đi bà nào khó chịu mà. Đi bộ chắc đâu cái xà gì đó lâu lắm nè. Nó bị ổ gà hả? Ờ. Nãy giờ là mình đi bà nào khó chịu lắm. Đi bà nào cái tầng xuống. Tầng xuống trời ơi, hồi là mình tối bà Nà Hiêu là tôi đi kỳ đó, tôi đi xe chuyên dụng của nó lên đó. Không, bữa đi cáp treo. Tôi không đi cáp treo mà đi xe chuyên dụng. Xe chuyên dụng lên đến nơi luôn hả? Xe của nó thôi, xe của nó thôi, nó mới chạy được chứ xe mình nó chạy được đâu. À, thì cũng giá vậy quá hả, rẻ hơn hả? Hồi xưa, hồi lúc tôi đi là chưa, tôi chưa có cắt cáp ông ơi. Cáp hả, 800 ngàn hả? 800 ngàn vé cáp hả? Ừ, hồi xưa là có 600 mà. Sao nhưng mà giờ mắc hơn kìa. Hồi tôi đi là chưa có cáp. Đường lên Tây Thiên mình đi bằng cáp treo. Đang bay đó. Rồi đang cân đổ dân lên nè. Cân đổ dân bằng cáp treo chứ. Tôi không đưa lên. Còn suối dưới kìa, suối kìa hả? Rồi rồi suối rốt. Đó, phía dưới là suối đó. Ở trên đó rồi dưới là suối. Đó. Coi nào. Có nhà đó. Đây, xuống có đó có nhà đó. Đây nè. Có hổ gì. Oh, đó suối đẹp quá trời luôn. Nhiều khi cũng có nhưng vô trong rồi chứ đâu có dám. Đó nó chưa đi lên nè, thấy không? Đâu dám ra ngoài. Quá rừng như vậy nè, đâu đâu có qua nổi nhiều đâu. Ai ở kiểu này thì không sợ bão nhiều. Ở đây được tiếp hả chị Đào? Giỡn ngoài chị. Chị Đào ơi, suối chảy đường cũng gió luôn. Đang quay xuất tí. Rồi, ôi xuống đẹp. Nó đẹp quá trời. Đó. Cái ai mà coi video của mình cái chạy tùm lum. Kể đi. Trực tiếp mà. Đang. Đó, quá trời cảnh đẹp quá chừng luôn nè. Đó cáp treo nè, thấy không? Cáp treo không có người. Đi lên mấy ngọn núi rồi, mấy ngọn rồi. 4 ngọn hả ba? Ha, hello. Ngọn thứ 3 rồi đó. Đó, 3 ngọn núi rồi. Cân đổ dân lên Tây Thiên. Kỳ này xuống núi là thành đạo hết. Đợt đó mình bị cúp điện giữa chừng. Chưa xuống núi là hại đã thành khỉ. Bị cúp điện thì vậy sao? Đứng giữa chừng. Chừng nào nó có điện là chạy hả? 5 phút và nó chạy máy. Nó cúp mấy lần. Tại vì nó chạy máy, cúp điện chính thì nó chạy máy vậy đó. Tí. Ghê vậy. U tay. Nhưng mà cứ đứng giữa. U tay rồi á. Áp suất mà. Thay được áp suất. Như lên đây mát nè. Ở dưới mình nóng lên đây mát. Đó, thấy chưa? Wow. Con đi là lẹt á mà con qua cái tháp ta, gì đó là cái thấy lạnh liền. Dạ, đúng rồi. Ừ. Cái chỗ đó là cái gì ta? Đà Tình La. Tháp vừa đến nơi đó là mình dừng chân xuống. Đẹp rem. Ở Đâm Ri gì chứ. Đâm Ri. Bảo Lộc. Cái đó mới Bảo Lộc à. Gì đó vừa mới lên bắt đầu rồi mình ngừng đó. Tháp rem. Rem. Tháp rem. Rem. Ừ. Xong rồi chụp hình thì cảnh đồ đẹp lắm. Xong rồi vừa lên cái là thấy lạnh liền. Đâm Ri cũng đẹp. Hồi xưa là đi hoài à ông Danh không? Ngày xưa mình đi Đà Lạt là toàn đi thác. Ờ. Có nhiều cái thác đi hết. Sao giờ nó có cái làm cái máng trượt á. Rồi bắn trượt thì ghê lắm. Bữa đi bắn trượt rồi. Rồi ghê lắm, ngồi đó mày thắng không được. Thắng gì? Chạy du văng ra ngoài. Văng đâu mà văng, làm lưới hết trơn mà văng. Thép Đa Tinh La là đó mình đi, nó nói vừa đi vừa la. Ôi mù quá trời luôn rồi. Đa Tinh La, vừa đi vừa la. Hồi nào đó. Cái cáp này cao nhất cao nhất Hà Nội. Có không? Nhất thế giới luôn. Gì nhất thế giới vậy? Nó đại gì đi. Mày cãi vô lai chim mà cãi. Lai chim nó muốn nói gì nói đi. Nói làm chi, cãi làm chi. Cãi làm chi.
Đây, thì mình đâu đi cái cách sắp tới rồi, sắp tới rồi. Tới cổng Thầy Thiên rồi đó nha. Như chùa thì vậy, cái chùa kia kìa mà sao mà xây được ta? Nó cũng có đường lên chứ chú. Tại mình sao? Đó còn thấy không? Đó còn thấy không xây được vậy đó. Mà nó hay quá. Cực khổ lắm chứ. Chứ đi đi đây Ninh thấy không? Mình đi nó thấp phải không? Mình đi không nổi nhưng mà ta vẫn rinh đồ lên á. Ta khiêng đồ cổng lên á. Buôn bán mua đồ lên. Dạ người ta cổng nước đá rồi. Người ta ấy cổng lên không mà chứ có xe đâu mà lên. Người ta bán mắc được. Ta vẫn lên được. Đúng rồi, người ta bán giá đó là cũng hay. Dạ. Mình đi mình thấy mình đi ra không mình thấy mệt phải không, nhưng mà là người ta đi đó nhà dưới này có nhà nó mấy cái đường đi nè, là cái nhà đó nhà ta bán đồ. Đây đường lên tới cổng Tây Thiên rồi, tới cổng Tây Thiên rồi, mồ hôi chảy tùm lum tới cổng Tây Thiên. Kinh đâu, kinh đâu, lên đây mới hỉnh. Lên đây hỉnh nè, lên đây mới thỉnh kinh nè, lên đây mới hỉnh mồ hôi mới hỉnh về. Đó. Mũi luôn. Tụi nó kêu đi lên Tây Thiên bà thỉnh cho tôi một bộ kinh về cho ghê thiệt chứ. Thỉnh cho tôi một bộ kinh về. Đây, đó, ngay cổng Tây Thiên đây. Đến cổng Tây Thiên. Đến cổng Tây Thiên rồi, đây nè. Đó. Thấy không? Đến với Phật. Phật về với mẫu đây, thấy không? Cổng Tây Thiên. Ừ. Đó, vô tới này. Trời ơi. Đó, tới. Đây nè. Chạy cho nhanh nha. Đây nè. Chạy con. Đi xuống. Chạy xuống, chạy xuống. Nó mở cửa thì chạy xuống thôi. Bên kia, bên kia đi xuống nè. Đây. Đây, đây nè. Mới vừa xuống cổng Thầy Thiên thôi. Đây. Đây, nguyên một đoàn. Không thiếu người nào. Bên đây nè, sương mù quá chừng là dày đặc luôn á. Đi lên tới cổng rồi nè. Thấy không, sương mù dày đặc luôn. Đó. Mờ mờ mờ, ảo ảo vậy đó. Ừ. Đẹp quá chừng luôn. Bên đây mát lắm. Có nắng nhưng mà mát. Mát lắm. Lại lên cao đó. Rồi. Thôi nghe tạm dừng nha.